Khi mà cho nó ăn hộp thức ăn chó này, anh để vài viên hay là anh để một đống cũng được, tại hộp thức ăn chó nó không hư, anh để anh đi một tuần hay một tháng về nó vẫn vậy, nhưng mà phải luôn cho nó uống nước. Làm ăn Nước có cần phải cho nước gì đặc biệt không hay là nước dạ nước nước bình nấu? thường thôi, nước uống bình thường thôi. Hộp thức ăn chó thì mấy bé dễ lắm, mấy bé bỏ vài hộp vô thôi là tự cho bé tập chăm sóc, là nó ăn lâu lắm, một hộp này chắc nó ăn một ngày sao mới hết, nó ăn một hộp là nó no rồi. Mình cứ ra mấy chỗ mà shop cho thú cưng gì đó là mình mua. Dạ, còn cái khác này là khử mùi hôi cho nó, là khử luôn cả dịch bệnh cho nó luôn. Cái này là cát khử phân mèo, anh đến thú y anh mua cái cát cho chó mèo đi vệ sinh đó, nó là cái cát này 100.000 một bịch, ở pet shop nó cũng có bán nữa, một bịch nó vậy cỡ 20 kg, 10 kg, 15 kg gì đó, xài lâu lắm. Còn cái lồng của nó anh mua cái lồng cỡ 100.000 là được, để em chỉ cho cái mua cái lồng nha, trên mạng nó có bán. Dạ không, anh về anh đi mua dễ lắm, đây để em cái điện thoại.